Mới đây thì chương trình Global Champions 2018 Sân chia tiếng Anh tương tác dành cho bạn nhỏ từ 10 đến 15 tuổi yêu thích tiếng Anh, yêu thích khám phá bản thân cũng như văn hóa các quốc gia trên toàn thế giới đã chính thức ra mắt. Đây hứa hẹn là một sân chơi độc đáo và bổ ích dành cho những bạn nhỏ. Năm 2018, tổ chức OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, đã quyết định đưa năng lực toàn cầu Global Competence vào chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA. Chuyển biến này khẳng định global competence là một năng lực thiết yếu cho học sinh phổ thông và cần được đề cao trong các mục tiêu giáo dục trong nhà trường. Global competence theo OECD bao gồm 4 yếu tố: kiến thức, kỹ năng, giá trị, thái độ giúp học sinh nâng cao năng lực toàn cầu. GPA là một tổ chức giáo dục quốc tế mục tiêu của chúng tôi là giúp các em học sinh phát triển toàn diện và hướng ra một thế giới toàn cầu cuộc thi Global Champions là một sân chơi kết hợp kỹ năng tiếng anh với kỹ năng sống và kỹ năng làm việc nhóm chúng tôi cho các em một cơ hội để thử thách năng lực bản thân về mặt uh, tư duy về mặt xử lý vấn đề về mặt phối hợp đội nhóm và trong cuộc thi này chúng tôi muốn tạo cảm hứng cho các em Thứ nhất là các em sẽ nhận ra được mình là ai Mình có những gì, mình còn thiếu cái gì Và các em sẽ phải phát triển như thế nào để thành công trong thế giới trong tương lai Lấy cảm hứng từ Global Competence theo OECD và đam mê nâng cao năng lực, tâm thế toàn cầu cho giới trẻ Việt Nam, Global Champions 2018 là sân chơi tiếng Anh độc quyền do công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam GPA JSC hợp tác cùng đối tác chiến lược tổ chức nhằm mang đến cơ hội tương tác tiếng Anh thực tế Khám phá năng lực cá nhân và phát triển vượt trội 8 kỹ năng vàng thế kỷ 21: sáng tạo, tư duy phản biện, hùng biện, tài năng cá nhân, công nghệ, kỹ năng sống, tinh thần đồng đội, lãnh đạo cùng cơ hội trải nghiệm và khám phá văn hóa 8 quốc gia: Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Mexico, Ấn Độ, Việt Nam cho các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 10 đến 15. Global Champions 2018 sẽ chính thức đón chào các thí sinh thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 11 năm 2018 và ngày 2 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội.